Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà lô góc 40m² hướng nhà Đông Nam và hướng Tây Nam nha quý vị. Với cái căn nhà này, diện tích chuẩn chỉnh trên sổ đỏ là 40m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Và với cái căn nhà đường ngõ trước nhà, hai xe ô tô có thể tránh nhau. Vị trí thì là thuộc Đông La, Hoài Đức. Huyện Hoài Đức thì đang có dự kiến lên quận và ở cái vị trí đường ở cuối đường Vành Đai 3 cũng như là cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài thì sắp tới là sẽ có một cái tuyến đường Vành Đai 4 nó sẽ xây dựng mọi người ạ. Cho nên cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như mọi cái nó sẽ kéo theo rất là nhiều. Với cái căn nhà này thì phần hoàn thiện cơ bản đã được hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Đây quý vị có thể nhìn thực tế lô góc hai mặt thoáng. Diện tích 40m² vừa mới hoàn thiện xong, sổ đỏ chuẩn chỉnh bàn giao nhà luôn. Có hỗ trợ vay vốn với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này lô góc 2 thoáng cho nên là có hai cái hướng cửa quý vị có thể chọn lựa. Hướng cửa Đông Nam hoặc hướng cửa Tây Nam để mình có thể cân đối nhá. Đây. Với cái căn nhà này thì xung quanh hàng xóm rất là đông đúc quý vị ạ. Đây. Cái căn nhà này ngoài sẽ chia sẻ luôn ở trên video, đây là nhà dân nha mọi người, không có một số quý khách hàng ấy lại tưởng đây là cái cổng đình chùa. Đó, bởi vì cũng có một số khách hàng rất là kiêng đình chùa, đây là cổng nhà dân, nhà người ta ở bên cạnh. Đó. Và người ta thiết kế cái cổng cũng như là cái tường rào nhà người ta như vậy. Mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí căn nhà này xem bên trong thiết kế ra sao với diện tích 40m² như thế. Lô góc hai thoáng, hai cửa, phần cửa chính của cả hai lớp cửa đều là thiết kế là cửa cuốn và bên trong là cửa nhôm kính mọi người nha. Phần hoàn thiện gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Đây. Và đây là cái không gian tầng 1 của ngôi nhà, rất là rộng, rất là thoáng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Chắc hẳn quý vị sẽ quan tâm là với cái căn nhà này thì vị trí nó gần những gì. Với cái vị trí căn nhà này, nó gần với lại trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Nó gần với trường đại học Fendica. Từ vị trí căn nhà này nó cách với trường đại học Fendica nó khoảng tầm 2,5 km. Cách ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông nó khoảng tầm 3,5 km. Và với cái căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ. Ngọc Ánh xin nhắc lại, tất cả những cái giấy tờ sổ đỏ pháp lý đều chuẩn chỉnh, bàn giao được ngay. Và theo đúng như hiện trạng Ngọc Ánh sẽ quay cho mọi người thì là căn nhà này có thể dọn đồ về và ở được luôn. Tiếp theo với cái căn nhà này thì nó thuộc địa phận của Đông La Hoài Đức, tuy nhiên nó xem với lại cái vị trí của khu vực phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông nha mọi người. Đi lên Hà Đông rất là thuận tiện. Quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hà Đông hoặc đi làm ở khu vực Hoài Đức thì cái căn nhà này cũng rất đáng để cho quý vị lựa chọn nếu như mà quý vị mong muốn một ngôi nhà ngõ thông, đường thoáng, hai ô tô tránh. Tiếp theo, mời theo em vào khám phá phòng bếp của ngôi nhà. Với cái không gian phòng bếp này, đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn, nhỏ nhắn xinh xắn, hợp lý, phụ kiện bếp, mọi cái đều được lắp đặt đầy đủ, tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt, mặt bếp ốp toàn bộ đá granite, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp. Chậu rửa thiết kế là chậu rửa inox 304. Hiện tại với cái giá chào bán của cái ngôi nhà này có giá là 3.600.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực ngân hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý khách hàng tốt nhất. Còn cái căn nhà này thì ô tô vào được nhà nha mọi người. Đó, nếu như quý vị nào không thích ô tô vào nhà thì có thể để ngay ô tô bên cạnh nhà mình. Tầng 1 ngoài phần phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cổ trụ, tay vịn, cầu thang thiết kế đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là chất liệu gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng, giữa cái phần ngăn cách giữa cái phần cửa này với phần cầu thang ở đây có một cái vách lam gỗ mọi người có thể nhìn thực tế đây. Được lắp đặt và hoàn thiện xong hết rồi theo như hiện trạng. Xách vali về và ở ngay. Đi lại nếu như tính từ vị trí căn nhà này đi lên tới trung tâm của Hà Nội thì nó sẽ rơi vào bán kính khoảng tầm 12-13 km nha. Ngoài khuyến khích mọi người là sẽ đo khoảng cách trước khi đi xem nhà để xem cái cung đường, cái vị trí nó có phù hợp với mình đi làm hoặc là con cái đi lại học hành có tiện lợi hay không nha. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà.
Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nha mọi người. Mời theo em vào cái phía phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đây. Với cái không gian phòng ngủ này thiết kế đầy đủ cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đó. Gạch lát nền nha mọi người, gạch thẻ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và mời theo em vào cái phòng ngủ tiếp theo. Bên ngoài này hơn. Đây là cái căn phòng ngủ phía bên ngoài. Thì cái căn phòng ngủ này nó rộng hơn một chút mọi người ạ. Và nó có hai cửa sổ đây, thoáng trước thoáng sau. Căn nhà này thì được cái đúng là cái ưu điểm lớn nhất, đó là đường hai ô tô có thể tránh nhau. Tiếp theo nó là ngõ thông mọi người ạ. Và tiếp theo nữa nó là lô góc, cho nên là mở cửa tứ phía được, rất là rộng, rất là thoáng. Và ngoài ra ở cái phần tầng 2, hành lang đi vào giữa hai phòng và phòng vệ sinh. Đây mọi người ạ, phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà. Chủ nhà lắp đặt cho mình đầy đủ về cái bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa, cũng như là ở đây là lắp cho mình một cái bình nóng lạnh, lavabo. Hệ thống nước điện lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ, riêng biệt từng căn hết rồi quý vị nha. Ở đây ấy, thì là có 4 căn, ở đây là có 3 căn và đã bán 2 căn, chỉ còn duy nhất một căn lô góc này thôi mọi người ạ. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Với căn nhà này 4 tầng thì tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi một tầng 2 phòng ngủ riêng biệt, 1 phòng vệ sinh ở giữa. Như vậy với tổng thể căn nhà này là có 4 phòng ngủ riêng biệt. Quý vị nào thích nhà đường to, ô tô, lô góc mà lại nhiều phòng ngủ thì đừng bỏ qua cái căn nhà này mọi người ạ. Đấy, rất là hợp lý. Đây, phòng vệ sinh, phòng ngủ ở phía trên tầng 3. Nói tóm lại là với cái tầng 3 này ấy, thì thiết kế tương tự như tầng 2. Quan trọng nhất nó là vị trí bất động sản và cái mong muốn, nhu cầu cũng như là tầm tài chính của từng quý vị khách hàng. Bởi vậy cho nên là cũng có rất là nhiều phân khúc để cho khách hàng lựa chọn. Hiện tại bên ngoài còn có một cái căn 1 tỷ 500 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế, diện tích 35m², thiết kế 4 tầng, 1 tỷ 500 triệu nha mọi người. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ alo trực tiếp cho Ngọc Ánh nhá. Và phần còn lại của ngôi nhà, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao, mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế ở trên tầng 4 có một cái ô giếng trời thoáng, lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở phần tầng 4, ở đây là thiết kế một phòng riêng để phòng thờ mọi người ạ. Đấy, phòng thờ thôi mà mọi người có thể nhìn thấy thực tế là cửa sổ ánh sáng ngập tràn vào trong căn nhà, hướng nhà đông nam và tây nam. Thực ra ấy, với cái căn nhà này nó là lô góc cho nên mọi người mở cửa sổ ra vào trong không gian nhà nó rất là thoáng. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà vô cùng rộng. Quý vị nào yêu thích trồng hoa, trồng cây, trồng mọi cái thì ở cái sân phơi này quý vị có thể tận dụng được cái khoảng không rất là rộng để có thể xây dựng thỏa thích theo ý mình. Và đây là phần để máy giặt mọi người nhá. Còn đây là phần sân phơi. Với cái vị trí căn nhà này thì thực tế nếu như mà tính được đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn ở kia là có cái đê Yên Nghĩa. Và cái căn nhà này nó rất là gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này nó cách trạm bơm Yên Nghĩa nó chỉ khoảng tầm hơn 200m, 300m thôi. Đó, sổ đỏ đầy đủ 40m, bàn giao nhà luôn. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.